Em xin chào tất cả mọi người trên video này. Và em là dược sĩ Nguyễn Thúy. Và rất nhiều các chị em phụ nữ mình đã hỏi em cái câu hỏi mà em muốn ở trên cái video này em trả lời hẳn cho mọi người luôn. Thì cái viên uống đẹp da sâm tôn ứng bôi collagen bên nhà em có trị được nám và làm trắng da không Thúy ơi? Em xin trả lời với mọi người thế này. Cái viên uống đẹp da sâm tôn ứng bôi collagen của nhà em được chiết xuất hoàn toàn từ tự nhiên và nó giúp cân bằng được nội tiết tố nữ. Từ đó nó sẽ giúp cho cái làn da của mình săn chắc hơn và làm mờ các vết nám đi. Ngoài ra cái sản phẩm sâm tôn nữ Bue Collagen này nó còn bổ sung được cái collagen này, vitamin E và nó hỗ trợ được quá trình tái tạo da của mình và bổ sung cái độ ẩm cho da. Và nó được cái sự chăm sóc, nó sẽ chăm sóc cái làn da của mình được sâu từ bên trong đến ra đến bên ngoài và loại bỏ được những cái vết nám, sạm, tàn nhang. Và sẽ làm cho cái trắng sáng ở trên cái làn da của mình á, nó sẽ được hiệu quả hơn, ngăn ngừa được cái quá trình mà bị lão hóa da sớm hơn mọi người ha. Và vì mọi người đã hiểu rằng là cái nám nó có rất là nhiều nguyên nhân, không chỉ là nguyên nhân bị rối loạn nội tiết tố đâu nha mọi người. Nếu mà nám là do nguyên nhân nội tiết tố, mọi người sử dụng cái sản phẩm này nó sẽ cải thiện cho mọi người. Còn nếu mà mọi người sử dụng những cái loại sản phẩm mỹ phẩm làm cho da mọi người bị hư tổn, bị teo da, thậm chí là da mọi người mỏng đi, không còn lớp sừng để bảo vệ bên ngoài, thậm chí là do cái ánh nắng, cái nhiệt độ và những cái tia ánh nắng nó quá mạnh, nó làm cho da mọi người nói chung là nám nó xuất hiện và hình thành đậm màu hơn, thì cái vấn đề đó là do cái tác nhân yếu tố của bên ngoài, mọi người phải cải thiện nha. Chứ còn nếu mọi người chỉ sử dụng cái sản phẩm này nó cải thiện cho bản thân mọi người rồi, nhưng mọi người khi đi ra ngoài không bảo vệ, không bao bịt, không che chắn thì cái lớp da của mọi người càng ngày sẽ càng lão hóa sớm hơn. Và cái sản phẩm viên uống sâm tôn nữ Bue Collagen này nó có thực sự tăng kích thích vòng một hay không thì trên cái video này em sẽ chia sẻ cho mọi người luôn. Thì cái sản phẩm viên uống sâm tôn nữ Bue Collagen này nó có chứa thành phần isoflavone từ mầm đậu nành, phytoestrogen là cái sản ở trong cái sản phẩm sâm tôn nữ, nó có tác dụng kích thích sự phát triển của cái mô ngực của mình và nó giúp tăng kích thước của vòng một và giúp cho vòng một của mình săn chắc tự nhiên, phù hợp cho những chị em phụ nữ mà ở thời kỳ mà phát triển ngực á, hoặc là những phụ nữ sau sanh bị ngực nó bị chảy xệ thì nó sẽ giúp cho cái vòng một của những chị em phụ nữ mình sau sanh được săn chắc hơn mọi người ha.